Xin chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Để nói đầu tiên thì cho phép anh em mình gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người để mình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này nha cả nhà. Có lời yêu cầu của rất nhiều cô chú anh chị em trọng xuống nhà phim ở thì hôm nay hai ba anh em mình đi cầu hến nha cả nhà. Để ngày mai mình sẽ làm một món bánh rất là quen thuộc với cả nhà luôn ha. Ngày mai mình sẽ làm đổ bánh khọt nha cả nhà, bánh khọt hến. Giờ mấy anh em mình về xuống cầu hến. Đây, mấy anh em mình sẽ xuống cái ao này. Bữa nay đi ngay nước lớn cả nhà ơi. Nước đang chảy vô quá chừng luôn. Anh em mình có cái cây cào cũng không sao. Mình cào bạn cào hến vớt mà. Cào hồi vô nhí luôn. Đi ơi. Nhiều, cào cào được nhiều. Cũng nhiều nè. Ở đây lạc đá luôn nhỉ. Cào cái cũng đựng chán chán à. Đây là đồ lặn đi cào luôn. Người lặn hậu đi. Không, em quay hồi em vậy anh cầm gỗ đi. Cầm gỗ để đại đi, hồi lựa nhiều nhiều lựa luôn. Đây là sàn hết phụ cho. Trời. Hến này cả nhà. Con này nó cũng vừa chứ nó cũng không bự không. Có mấy con chọi chọi nè. Hến vớt mà. Đâu đâu. Gì vậy? Hai thằng lũi chằn vậy? Cái này gì tắm xong vậy? Vô tía. Cào vô tía luôn hả? Cái nó cào vô anh luôn rồi. Quá trình. Chiếc lớn này nó hơi mệt chút. Cào này cũng bộn nè. Lâu quá mệt, mệt mệt đi. Ờ bữa chỉ thị tới giờ anh đâu đi làm đâu. Để em với anh Trầm đi à. Phải mỗi ký rồi ha. Cạo nhiêu ra. Mà ốc chết hay nhiều ha. Ốc đắng hả anh Trọng? Đắng. Ốc này nó dữ lắm. Không, cái hầm này hồi đó tụi em bắt ốc đắng dữ lắm. Mà năm nay sao không có nè. Mập mập lên. Mập mập lên nè. Bỏ mình gạn đợt á anh Trọng. Lâu lâu ha. Nhưng nem lửa không lọt. Nhỏ lọt đó. Bắt hết lửa không phải không? Bị đợi chút đi. Đúng rồi nhé ơi, hến bữa nay bự hơn lần trước mình cào. Bánh thao này nè, đổ bánh khọt đủ rồi. Giờ quay phim bắt đầu cào nghe cả nhà. Dễ nha. Đỡ không. Nó đi làm tôm mỡ vậy. Sao cục hơi cục dưới ta. Ở ngoài cào vô nó dễ hơn. Trong này cào ra lôi lôi vô hơi mệt á. Bị hỏng chân rồi lấy gì lôi nổi. Okay.
không có con ngựa. Đúng. Thôi nữa này, đi ra ngoài, lội ra ngoài, lội vô. Ê, đổ đây đi, nó nhẹ. Mấy hết nè. Tiếp tục cào thứ hai nha cả nhà. Chơi cái thằng coi vui phiền nhớ mí mí tiếng cũng bò cũng nhiều kìa. Cào thứ hai nhiều hơn cào cào thứ nhất kìa. Nửa ký. Nhớ vịn gỗ rồi nha. Ở ngoài đẩy ha. Nhiều ha, ngoài đẩy vô nó đỡ hơn. Ừ, nhẹ. Đó, cũng đừng cần chén cả nha. Phải rồi, quá thở. Cào nó nổi. Khó lặn quá. Cào. Cào cái này hết nhỏ nó đổ vô gỗ này lọt trên. Ừ. Cho hết nhỏ lọt tới bớt đi. Gần nửa thao rồi cả nha. Nó cái lửa. Chị đi tắm xong rồi có món hến rồi. Tắm xong cào hến vậy có món ngon rồi ngay nha. Nước bữa nay quá trời nước rồi, anh em mình không có cào được nhiều, ngay nước lớn á vậy cũng không có đi săn bắt được. Đây chồng anh rủ đi cào hến mới về đồ thọ bành bành hơn bữa nay hến cũng ngon ngon không à. Kỹ chút xíu anh ơi, một nắng lặn nó nhà mệt lắm á. Mang hến bự làm hến một nắng. Ngon ha. Thôi về về anh em về ngày mai đổ bánh khọt đi kỹ nha, lặn mệt quá. Đây những con hến mọc ú dưới này thao nhỏ nữa nha, anh em chuẩn bị luộc để làm bánh khọ. Rồi nước sôi mình cho hến vô nha cả nhà, bắt đầu bỏ hến vô nha cả nhà.
nấu luộc hến này thì Quý Phiên cũng chia sẻ với bạn bè cô chú anh chị một lần nữa nha, là mình bắt nước sôi cho thiệt là sôi, cái đó mình bỏ hến vô để lại để chụm cho nó sôi lên, chụm lửa vô ngăn cho hến nó nổi. Bạn nhớ chụm lửa thiệt lớn nha, hến nó mới nổi lên, mình vớt nó mới sạch được. Có hến sôi bắt đầu mình lấy giá mình dạo nó nổi rồi. Mấy hết nổi thì cưng luôn. Này lửa càng lớn thì hết nổi càng nhiều nha các bạn. Chứ hết này mình ấy nha, mình lửa cực lắm. Chẳng thiếu luôn à. Hến hôm qua giờ nó mập. Hến này nó bự hơn hến rồi anh trọng. Quay hết. Có mò đâu? Có cào. Lặn. Đi tắm. Cho hến tùy theo cái son ha, mức độ vừa phải thôi, cho nhiều quá hến nổi cũng không hết đâu á. Cái này là bột bánh xèo nha các bạn. Đó, mình một bịch 10.000 đậu xanh. Mình ngâm xong rồi mình nấu lên. Hành để mình pha chung với bột bánh xèo nè. Ở đây thì có rau cắt lòi. Rau này là ở chỗ anh em mình kêu cắt lòi nè. Gói hủ tiếu, bánh xèo thì cũng ngon lắm. Gói bánh khọt thì nó cũng na ná vậy đó. Lát cách. Rau cải, rau thơm. Giọng anh đang dắt cái nước cốt nhất để mình pha bột. Cái hến này là chiên hết cay rồi nè. Đây có bà ngoại ra pha bột dùng luôn nghe cả nha. Món này thì mấy anh em mình không có rành. Chào cả nhà bà ngoại. Chào cả nhà. Bà ngoại đang dắt nước cốt nhì. Cốt nhất thì giọng anh dắt trong đây nè. Ủa này đổ vô chung luôn hả ngoại? À. Đổ vô đi. Con đổ vô luôn à? Ừ. Ở được, cái đó vô. Người ta còn bỏ sát vô, viên nó giòn ngon. Vậy đó hả? Ừ, sát dừa chút đỉnh đâu có 100. À, nó còn không biết. Thêm nước. Thêm nước ha? Ừ, nhiêu đó rồi. Thêm nước thứ ba, nước cốt. Em sử dụng một trái dừa nhưng mà trái dừa này nó hơi bự. Ủa,
cho cái bột, cái bịch bột nghệ ở trong cái bột chiên bánh xèo cái, có sẵn. Trong cái bịch có sẵn rồi. Cho hai muỗng hạt lên nha cả nhà. Và một muỗng bột ngọt. Rồi mình cho hành vô ngay cả nhà. Hành nha trong đó. Bây giờ mình cho thêm tí bột nghệ nữa nha cả nhà. Này thì tùy sở thích nha bạn. Tại vì cái bịch bột trong kia nó chưa có đủ vàng nên anh em mình pha thêm. Còn bạn muốn để vậy chiên tự nhiên vậy cũng được. Bắt đầu mình cho dầu vô. Cái này thì mua trên mạng nha các bạn. Đó, thường thường mình chiên bánh khọt là mình chiên bằng than. Nhưng mà ở này người ta nói là chiên bằng bếp gà. Này của mẹ Út mua rồi. Cái này là dừa này nhé. Cho bột vô. Lưng thôi nhé, để họ còn nhìn nữa nha. Này chiên gà nhỏ nhỏ thôi nghe cả nhà. Thiếu rồi. Này chiên lan bánh xèo không? Chiên là tới cái chục cái. Đây. Em nghĩ cái bánh này chắc ngon anh chồng ơi. Chưa thấy thơm. Thấy hến với đậu xanh mà. Nhăn nhặn xuống hết chứ. Cho hến nó dính. Nhẹ nhỏ thôi má chiên này. Cô mặt này nè. Thả mấy cái trong trung tâm giữa. Giữa cái gì? Cái gì vậy mà? Chưa. Dạ chưa? Dạ. Dạ. Đó. Hơi ngon. Bánh này chắc cái công đoạn nó hơi lâu hơn bánh xèo nha. Hả? Mà cái dĩ này là chế nhỏ nha, rất cái bánh nặng rồi hả? Ừ. Cái dĩ kia hồi xưa cái hồi xưa nó dày lắm. Ừ, đúng rồi. Mà nó đen xì à. Dạ. Con này bằng gan. Chưa. Bằng gan mà. Đó. Cái bánh này nhìn thấy cưng nha. Còn nhìn nó ngon à. Vô luôn rồi. Bỏ đậu xanh vô trước, bỏ hết trên nhìn nó đẹp hơn. Tục con mẹ thứ hai. Chiếc gì? Ừ, cái lẹ nhé. Này đâu cần dầu nhiều đâu. Tại vì cái này nó như chống dính nè. Cái này nó như chống dính kìa.
chả vô. Cái giữa giữa chả trước. Đó, đẹp luôn thấy không? Tung tay vậy anh chồng. Đó điều đó nhé. Hình như là in hình là cái mẻ đầu nó cái chảo nó chưa nóng đều vậy thôi. Nghĩa là nó bị yếu rồi hả? Nó nói chuyện nhỏ. Rồi mẻ này ngon lành, ngon lành. Cái này các bạn đậy nắp khoảng 2 phút nha. Sau đó mình trở bề. Hai phút sau tiếp tục mình trở lại cái bề mặt của nó. Đó, chưa? Rồi. Quậy ha. Bánh quậy ha. Nha. Cái này giống như bánh xèo vậy ha, mình chiên cái hay cái đầu này nó hay sọc dưa vậy đó. Nó dưa. Cái đầu ở đâu đẹp đó. Ừ. Thành phẩm này cả nhà. Này gói rau gừng nữa ngon. Mắm này cả nhà, mình cho bột ngọt, một muỗng bột ngọt với ba muỗng đường. Cho 4 muỗng nước mắm. Và mình thêm một miếng nước dừa nha cả nhà. Xong rồi mình nặn 2 cái chanh. Cái này á, mình muốn cho tỏi ớt nó nổi lên đó cả nhà. Mình pha bằng nước ấm ấm ha, là tỏi ớt nó sẽ nổi lên mặt. Cái này anh em mình không có làm nước ấm, mình làm nước dừa. Nó nổi một phần nào thôi. Không, nếu mình nước ấm là nó nổi nhiều lắm á nhé. Này nước dừa thì nó nổi không nhiều bằng nước ấm. Nước dừa tươi nha cả nhà. Giờ nước mắm mình thêm nước mắm nhỉ. Nhỉ nha cả nhà, thêm chút xíu nước mắm. Cho miếng nước mắm nhỉ vô cái tô nước mắm chua. Một muỗng đường nữa. Đó. Ở nhà không biết chiên chứ xuống đây biết chiên trơn phải không? Anh em mình chiên mớ bánh xong rồi cả nhà. Dạ. Này lấy phần bánh mình cúng ông ngoại trước nha cả nhà. Cái phong tục của người miền Tây mình là hay có món ăn ngon xong rồi mình cúng ông bà xong rồi mình tới phần mình ăn nha cả nhà. Đây là cái phần bánh anh em mình chiên sáng giờ. Ê, phải lấy cái đén nữa. Dạ. Đúng rồi bà ngoại. Con. Thôi con bà ngoại ăn trước đi. Lát cách, dầu thơm, xà lách, cắt lòi. Okay. Dừa cuốn luôn nè. Dừa cuốn luôn. Mắm ngon. Mời ở nhà ăn bánh nha. Ngoài ăn trước em, ngoài ăn trước. Đừng ngoài. Ngon. Mày cái nhà ăn bánh với mấy này mình.
ngoài nữa. Sao? Ngon à? Món này mới. Món mới à ngoại? Mời cả nhà ăn bánh khọt với anh em mình. Món mới nha cả nhà. Là từ hồi làm clip tới giờ chưa làm bánh khọt. Hôm nay mình làm bánh khọt nha cả nhà. Có làm bánh xèo à? Ừ. Ngon cả nhà ơi. Hến nó ngọt. Ngon hết đi. Ngon. Nào vậy mới ăn món thứ nhất. Bánh khọt hến đúng không? Thường thường ta làm bằng gì ngoài? Đậu trắng. Ừ. Đậu xanh. Với tép hả? Với tép. Tép bằm vô. Tép bằm nhuyễn nhuyễn mình xào đúng không? Ừ. Củ trắng sắc hột qua hơn như hột đủ vậy đó. Ừ. Chứ đâu quá. Còn nội dung vlog này trời. Thiết kế. Thiết kế cái món à bánh khọt hến. Nhưng mà con nghĩ cái khến này nó ăn chắc ngon hơn tép. Ngọt hơn. Ngọt hơn. Nó mềm. Dạ. Ăn bánh kia ơi. Bánh cuốn. Ăn giùm cuốn đi. Đi nha. Rồi, cảm ơn nhé. Chấm rồi. Xin review thử nha. Mời cả nhà ăn bánh khọt hến với Phim nha. Quá xuất sắc luôn ha. Xuất sắc. Hến nó ngọt ha. Ừ. Béo. Đậu xanh nó béo, hến ngọt. Cái bột có nước cốt này nó cũng béo nữa. Ừ. Mình sử dụng nước cốt không nó béo. Ừ. Anh thử cái này nè. Nguyên chất. Không. Ừ. Nguyên chất cái này. Nguyên chất ngọt đây. Cái này cho thằng Danh. Thôi con mới ăn rồi, mày ăn đi. Ừ. Béo. Ăn khó mà. Mà nó ngọt. Nè. Ừ. Nè, Danh nè. Rồi, con cảm ơn ngoại. Thôi, để đâu. Vô với nhí nè. Ngoại thôi. Trời, cắt lò nó bị bể luôn. Vô vô nè. Vô à, vô. 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 Ngon giờ cho anh ơi. Không có đường trả nữa. Ngon thiệt đúng rồi. Ta cắt có vị thuốc nha cả nhà. Cắt lòi cũng có vị thuốc. Cắt lòi cũng có vị thuốc luôn. Uống lại. Ăn này cũng chắc không hết. Ừ. Cắn nữa cho nó ngon. Cái này các bạn mua ốc có làm á. Mình mua 5.000 đậu xanh thôi nha. Mà phiên bữa nay mấy anh em chiên dư phần nữa luôn. Mua hơi bị nhiều. Tại sợ thiếu. Tại dư đi dễ. Ừ. Mua 5.000 đậu xanh là vừa luôn à. Giao cũng nhiều lắm không? Anh Trầm hiện tại thì ảnh đang sức khỏe đang rất bình thường nha các bạn. Hôm qua thì cũng cảm ơn cô dì chú bác chị em đã hỏi thăm anh Trầm. Ơi ba anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe để vượt qua giai đoạn khó khăn của đất nước nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những tập tiếp theo nha. Bye.